Rồi xin chào các bạn nha, mình đang có mặt tại Hà Nội nha các bạn. Ở sau lưng mình đây chính là Bảo tàng Hồ Chí Minh, hay nói cách khác đó chính là Lăng Bác các bạn. Đây, đường vào Lăng Bác mình. Lý do hôm nay là ngày thứ hai nên là mình không có vào lăng được nha các bạn. Các bạn mà muốn thăm lăng phải tránh ngày thứ hai và thứ sáu là không có vào thăm lăng Bác được, còn mình đi xung quanh vẫn đi được. Nhưng mà không vào lăng được thôi. Mình rất là tiếc mà tại vì mình không được vào lăng thăm Bác. Mình đã từng vào lăng là 2 lần rồi. Đấy, rồi mời các bạn cùng theo mình ở trong Bảo tàng Hồ Chí Minh nghe cho lăng Bác có những gì nha. Chúng ta cùng vào một vòng mời các bạn. Quên đó, hôm nay là tại vì ngày 27 tháng 7 nên là Covid-19 đang bùng dịch nên chúng ta phải đeo khẩu trang. Này. Cái này là kiểm tra an ninh đây các bạn. Đây là đây công nhân. Rồi mình mới qua cổng an ninh các bạn ơi. Trong quá trình kiểm soát an ninh thì người ta không cho quay phim. Đây. Ở đây là trước ở đằng trước bảo tàng này, đường trước bảo tàng. Một chiếc hoàng hà gì đấy. Đây là khu mình chụp bắt đầu vào bên trong bảo tàng này. Khung cảnh xung quanh bảo tàng. Chúng ta muốn vào chúng ta phải nghe kiểm tra lên nha các bạn. Mọi người đang vào này. Mà rất tiếc, mà phải nói là rất là tiếc mà không được thăm lăng. Vậy hôm nay là ngay ngày thứ hai. Ngày thứ hai. Đây là bãi đỗ xe máy. Ô tô ở đây. Mà không biết đậu đâu. Đây. Lúc trước mình vào thì nó đông lắm. Đây trước mặt chúng ta là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là bảo tàng nha các bạn. Còn này là bảo tàng. Còn ở sau bảo tàng này mới là lăng Bác nha các bạn. Đi vòng bên kia đi ra luôn mà. Đi vòng bên kia đi ra luôn. Đây. Đây là bảo tàng nha. Mình sẽ đi vòng qua đây mình là xem mặt lăng nha. Không cho vào. Mình đứng ngoài mình xem thôi. Bảo tàng Hồ Chí Minh này cũng nó cũng trưng nhiều hiện vật lắm. Đây là bảo tàng của bên là bên đây. Sao bên đây? Đi thẳng qua này. Ồ, tại Hồ Chí Minh quá trời to. Đây là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Quá trời đông, quá trời rộng. Rồi mình đang ở bảo tàng các bạn ơi, giờ mình mới ra lăng nè, trước bảo tàng thôi, lăng đi theo hướng này đó. Rồi mình đi qua lăng Bác nhé. Ok. Mời. Ai bác Hồ có không giữ không? Bác Hồ không con, bác Hồ thương con lắm, không có giữ nó. Chết được luôn. Đâu ba ẩm ăn hoàng con ơi. Hay mình đi bộ một chút đi ẩm. Sao con tha con hồi tối con nói con không mời mà con cứ sáng lên chứ.
Lăng Bác là nằm ở khu nào vậy anh? Bên đây trên này hả? À. Đây là bảo tàng Hồ Chí Minh các bạn, đây là cổng trước đây, đó. Bảo tàng Hồ Chí Minh nha, bảo tàng Hồ Chí Minh nha. Rồi mình đi qua thăm Lăng Bác thôi. Đứng từ trên cao nhìn xuống. Không có đâu. Mình đi thăm bác nha. Bảo tàng Hồ Chí Minh. Rồi lấy xe hành lý. Đây, bảo tàng nhìn từ đằng xa. Đây các bạn ơi, hình ảnh lăng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Đây, hình ảnh lăng đã xuất hiện đây. Wow. Bên đây là bảo tàng Hồ Chí Minh nha. Còn bên đây là trong này là trong lăng nha. Em ơi, hôm nay không được vào hả em? Là thứ mấy được vào? Thứ hai, thứ sáu là không được vào đúng không? Do sửa chữa, 15/8 rồi, cửa vào rồi. Bây giờ thì sửa chữa luôn ha, 15/8 rồi. Anh cảm ơn nha. Rồi. Hiện tại thì lăng đang sửa chữa các bạn ơi. Tới 15/8 mới được vào, nhưng mà hàng tuần là thứ hai, thứ sáu không được vào, đúng không em? Nếu mà không có sửa chữa gì hoặc là không bảo trì gì thì hàng tuần cũng sẽ được vào từ các ngày trong tuần, từ trừ thứ hai với thứ sáu các bạn. Đó. Bây giờ thì lăng đang sẽ chờ tới 15/8. Đó, đây, bác Hồ này trong đấy. Đấy. Rồi cuối cùng là mình đã di chuyển được tới trước cửa Lăng Bác rồi các bạn ơi. Đó, rất tiếc mình không được vào, hiện tại thì đang sửa chữa đến 15/8. Và tất cả ngày trong tuần thì chỉ thứ hai, thứ sáu chúng ta được vào các bạn. Nếu các bạn muốn thăm Lăng Bác thì hãy tránh ngày thứ hai và thứ sáu ra. Đó, đi nãy giờ cũng có lưỡi nhẹp hết trơn rồi. Ở cái khẩu trang này cũng bán ở đầu ở đầu viện bảo tàng là hết 5.000. Đó, hết 5.000. Đó. Đây, các bạn cùng ngắm Lăng Bác với mình nha, đứng từ xa nha, mình không vào được nha. Đó, đây, bên đây có một anh cảnh vệ. Đó, đây, sau lưng mình. Đó, đây.
đơn giản hả? Rồi, cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo chân mình một vòng bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như Lăng Bác nha. Mình không có thủ thời gian để mình vào thăm bảo tàng, cũng như hôm nay là lăng không mở cửa đó. Rồi, trước mặt mình đây là sảnh Lăng Bác nè các bạn. Rất là thanh thang rộng lớn nha, bác Hồ đang nằm nghỉ bên trong. Rất tiếc là hôm nay là không có vào được nữa, tại vì bảo trì đến 15 tháng 8 cũng như là hôm nay là ngày thứ hai, thứ sáu thì chúng ta không có vào được. Rồi, đợi ba chút. Rồi, nếu các bạn mà có dịp mà đi thăm Lăng Bác thì các bạn hãy nhớ tránh vào ngày thứ hai, thứ sáu các bạn ở trong ngày cũng tuần. Hoặc còn hôm nay thì không vào được nhé. Hôm nay thì nếu không phải là thứ hai cũng không vào được, tại vì đang bảo trì. Nhưng mà trừ thời gian bảo trì ra thì cứ ngày nào chúng tôi tám vào được là trừ thứ hai, thứ sáu ra, các bạn nhớ nha. Cảm ơn các bạn đã đi theo mình sau Lăng Bác nha. Và đây là video mình không có chỉnh sửa, mình để nguyên si, nên có gì đó chưa được đẹp lắm, các bạn cũng mong bạn thông cảm. Rồi, hẹn các bạn trong clip khác. Xin chào, bạn hẹn gặp lại. Mon bấm cho ba cái nút mà nút dừng á, nút dừng. Phát hồ ngủ rồi con.